cái mì mới lấy cứng ăn cho tiêu. Cái gì ăn sao vậy? Gọt vỏ ra để đá để đường vô làm được. Còn dù như có mua nước nốt về nhà hai thứ mình pha chung vô. Ở đây đường đậu đường cuối cho tôi đậu về. Lấy thêm ký nữa đi chị. Thôi cho thùng đá gì không ta? Thôi không chị. Đem về nhà nước tôi lát thì sao ăn? Tại vì cái này còn vỏ mình đem về được. Bến Tre gì nước nhiều à. Ở đây không có giờ nước. Thì đó. Vậy nói thốn nốt ngon mà chứ sao. Mà cứ. Đây xe uống nước không ngồi đó cầm. Ở đây kiếm gì nước kiếm ký cái trăm gì. Con khô này con khô gì à? Cái sủ. Nhiêu ký à? 206 này đó. Ờ 200. Còn gì ký mấy? Mua đi ngon lắm. 28 ngàn. Nè, đợi mấy ký ngoài. Đâu có cái lượng nữ dài đó, ngái. Về nhậu. Thấy khô khô này mới nhậu đúng không? Hết nhán rồi. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chi. Thảo mua con keo ăn còn đi thỉnh nhà. Mua vàng về tác nghiệp. Mua vàng về tác nghiệp. Có gì hả? Mấy cái nhiều quá ta. Nhiều quá bỏ rồi cái này. Về tại bán khô, cô bán khô đeo vàng quá trời luôn. Em bán
ba chục có không? Nói cho con không đi chung anh. Ký đó luôn hả chị? Thầy thuốc nốt không à? Đừng thuốc nốt. Nhiều bịch vậy? Đoạn này? Này 30. 30 này hả? Cái nào ngon? Cái nào cũng ngon hết trơn. Rồi thử bịch này đi. Nhỏ xíu đẹp quá vậy. Tét hả? Đậu à, để chơi.